giúp. Ủa, lên rồi, lên rồi. Có mấy anh này tiếp sức rồi lên rồi. Ừ, đẩy luôn. Mười mấy người đưa đẩy cái máy. Team anh mới kéo 70G nữa. Giải cứu. Lên không? Lên. Ờ, lên rồi, lên rồi. Trời ơi, cái bánh xích kìa. Quá trời. Đắt quá thì dẻo mà mọi người. Vì đâu mà vừa mới lên nó lúng nữa rồi. Lên. Lúa đổ hết chân rồi. Dứt. Tiếp tục kéo cái 70 vào đòn. 70 gà lút. Lên. Dứt. Dứt. Lên lên ơi, sắp lên được rồi nha mọi người ơi. Giật vài cái nữa lên nè. Qua khư rồi. Cuốn cái này chưa xong nó lầy cái kia luôn. Rồi xong luôn. Cuốn cái này chưa xong cái kia nó lầy nữa rồi. Qua trời, lên lên ấy, lên. Vậy là lên rồi nha mọi người. Hên quá. Hên quá lên được rồi. Hai nha. Cua lét luôn. Chùa lúng gì nó lúng hết, nó lạnh như trời. Rồi rồi sắp lên rồi, sắp lên rồi, giật ngay cái này lên nha. Ra khói luôn. Rồi bên đây tiếp tục kéo cái 70 này lên nè. Lên. Nó lúng lại thật là kinh khủng luôn mọi người. Đó, sắp lên rồi đó. Đó. Dịp vài cái nữa lên này. Dứt. Ừ. Dứt. Ừ. Dứt. Kéo nữa nha, dứt. Lên luôn, lên này. Ừ, có mấy anh này tiếp sức rồi lên này. Ừ, đẩy luôn. Mười mấy người đu vô đẩy cái máy. Thêm anh mới kéo 70G nữa. Giải cứu. Lên không? Lên. Ôi ơi, lên này, lên này. Trời ơi, cái bánh xích nữa kìa. Qua khư. Vậy là giải cứu thành công rồi nha mọi người. Giờ hiện tại thì còn hai anh mới kéo nữa. Anh mới kéo nha. Trời ơi, trời trời. Cua lét luôn. Quá trời. Đắt quá trời dẻo mọi người ơi. Gì đâu mà vừa mới lên nó lúng nữa rồi. Trời lúng gì mà lúng thế, nóng lạnh như trời.
luân phiên á. Lên rồi đó. Tại vì lý do này đất này nó dẻ quá nè mọi người, nên nó không có bám được, chứ thật sự nó cũng không lúng gì bao nhiêu. Quá trời. Giờ tiếp tục máy ảnh ve lại hai cái máy cắt, là vậy cũng hai cái máy kéo nha. Giờ là hai cái máy cắt, kéo một cái máy kéo trước thì chắc cú, chứ lúa nó cũng khá là nhiều. Giờ nó nguyên một chùm này luôn. Giờ hai máy kéo nè, hai cái máy cắt đang giải cứu một cái máy kéo trước. Nói chung là dính hết trơn rồi, nguyên một nồi luôn rồi. Kéo nè. Ngồi dữ trời. Mấy nay mình bệnh nha. Nói cái tiếng hơi càng càng, mọi người nghe xem thông cảm cho mình xíu. Giờ mới ảnh kéo nè. Dứt, 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 bự. Đó, lên rồi đó. Dứt, dứt phát nữa lên này. Dứt. Rồi, lên nha. Dứt nè. Dứt, dứt. Đó, mày lên hay không mày? Lên đường cái rồi đó, đẩy tiếp cái máy kéo mọi người, chỉ có vậy thôi nó mới lên nổi. Giờ dính nguyên một chùm luôn, lúa thì thôi sình không, giải cứu cái máy còn lại nha, qua cứ rồi hết nổi rồi. Thì ở đây thì múc đằng kia nè, đây nè, để mình zoom lại cho mọi người xem nè. Đây hiện tại thì một anh đang nằm đây nữa. Ủa anh này cà hỉ hỉ đây chi đây. Đó. Còn thêm đây anh thì nằm đây nữa nè. Ồ. Nha. Qua trời rồi. Mà đúng kiểu này thì ngày mấy ảnh cắt được có nhiêu công đâu. Mình cực khổ quá trời cực khổ. Hai cái máy này đang giải cứu cái máy kéo nè. Quá trời. Rồi. Quá trời, lên mày ơi. Lên anh ơi, lên. Giật vài cái nữa lên rồi đó. Lên. Lên. Lúa đổ hết trơn luôn rồi. Giật. Rồi lên đây nghe mọi người. Thì một đống lúa nằm dưới đây à. Qua khứ. Thêm một khúc nữa nghe, dành cho bánh xích nó ra sình. Chứ giờ nói chung là kéo mà chạy còn không nổi nữa, mà chạy một mình theo chạy nổi mọi người. Đất nói chung nó kinh dị lắm. Bánh xích nói chung là nó không bám được cái gì hết trơn á, nó cứ chạy vòng tròn không à. Có một thành máy kéo đang bị lọt mương mọi người, lọt mương Dương Tôm. Hiện tại đang hỗ trợ cái máy cuốn gom hỗ trợ kéo lên. Này thì cũng quá trời máy nè mọi người. Này 105 lít nè.
rồi bắt đầu mấy Google mở chợ kéo lên nè, lên quá đơn giản luôn. Đem lên đi cho chết. Hồi nãy giờ móc lầy quá, giờ mấy ảnh nghỉ ngơi ăn cá lóc nướng. Cá lóc nướng chui đang trong cái đám lửa cháy nè mọi người ơi. Đây giờ mấy ảnh ngồi thở thắt lát rồi. Cầm nghỉ sao anh? Anh cầm nghỉ sao anh? Nè giờ chuẩn bị qua đồng mới nè, bắt hai cái dĩ cầu thấy nóng lạnh chưa? Rồi mọi người đón xem tập tiếp theo nha. Có tập tiếp theo nữa, tập tiếp theo là mấy bên ruộng mấy bên đây. À, tập sau này nó không có nữa đâu, nướng cái lóc ăn cái lóc lên hết rồi. Cá ngon anh? Ngon không? Dạ. Nãy giờ công kỹ máy bắt lầy kéo lên xong giờ mấy anh nướng cá lóc cứ gô ăn lấy sức. Ăn lấy sức thì ăn gạo anh chắc. Để cầm à. Một chân. Đó, ít một cái nữa kìa. Đó, nữa rồi đó. Bốn nữa đó. Ôi! Chào lắm. Ôi! Chứ cầu này bắt được lên cái bờ tôi được nè. Giờ đừng có lóc khủng nha mọi người. Giờ mấy anh đang... À, cái xe nhỏ nó chạy qua tút lốt à. Rồi làng cũng... không. Bắt qua được cái đường mương ở dưới đó đó. Ăn cá lóc chở lúa được. Ăn cá lóc lấy sức một tí kéo lúa. Thành công cũng là biến đi chứ. Quá trời lớn nước mặt trời. Quang ơi. Nước mặt chơi vợ con thấy cái trời. Quang ơi. Cái vợ đâu mà thấy. Chạy đây nè, chú bố. Nhiều. Thôi mình xin phép và kết thúc video mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai nha. Những video tiếp theo.